Không Tôi nghĩ cô chính là người biết rõ về nó hơn ai hết chứ. xem chung gì cô anh thung Đô? con trai tôi không phải là kẻ giết người sao ai lại rải mấy cái này ra đây vậy bé tinh tinh dơ tinh Thiên là ai vậy chờ đã họ dơ của cô cũng không phải là họ phổ biến. có phải là đang nói về cô hay không? cô nói năng lung tung cái gì vậy chứ? cô không biết ở trong đây. đang nói tới ai sao? cô mang họ dơ còn gì? chắc chắn là cô biết gì đó. Mau nói tôi biết đi Sao cô do chiên ta không giải thích rõ ràng hơn đi Hình như là giám tuyển có vẻ rất tò mò về chuyện này Mấy người tập trung ở đây làm gì vậy Mau làm việc đi Chúng ta cần phải nói chuyện Nè Cô dám lỡ tôi như vậy hả Chê nè Cô nghĩ chuyện đó có thể làm phiền tới tôi hay sao? <laughs> không phải tôi làm, nhưng mà cũng thú vị đó. Chị kéo tôi lên đây làm gì chứ? Thiệt sự, không phải là do cô làm mà. Bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ chị trả lời câu hỏi của tôi. Chị thật sự dùng đứa nhỏ để quy hiếp gia đình anh Jun sao? Có phải là chị dùng nó để đe dọa họ hay không hả? Nói đi. Cô muốn làm gì đây hả? Sao cứ ép tôi với anh ta vậy? tỉnh lại đi sim chung di <laughs> những gì bác sĩ si chu và mẹ anh ta nói với cô đều không phải là thật đâu kể cả tờ giấy thỉnh cầu đó và việc xin chữ ký nữa chẳng qua là họ muốn tìm cách phá rối tôi thôi cô cũng tin hay sao tại sao lại không chứ chưa kể tới những gì mà chị đã nói lời của anh si chun và cô chung còn có Hôn chung và wu gian nữa họ đáng tin cậy hơn chị nhiều cô muốn làm gì thì làm cứ tiếp tục tìm kiếm một đứa bé chưa hề tồn tại đi nghe chưa Cứ cho là lúc đó Tôi đã từng mang thai Và xin đứa bé ra đi Vậy thì cô làm được gì tôi Thì ngăn cản chị chứ sao Chị lợi dụng đứa bé Để tra tấn tinh thần của anh Si Chun Và cô chung tội nghiệp Tôi nhất định sẽ ngăn cản chị <laughs> Tùy cô thôi Hết bé Si Chun rồi bây giờ lại tới cô nữa <laughs> Tôi chán ngán lắm rồi không lẽ là dơ chi na đã nắm được điểm yếu gì của anh hả sao một đứa như cô ta lại có thể làm cho anh im lặng như vậy được chứ cái này có phải nói cô ta hay không không cần phải nói chuyện này. Em về phòng tranh đi. Nếu như không phải nó đe dọa anh, hay là nó cũng che giấu thân phận nghèo khổ giống như anh hả? Bà thôi bỏ đi. Nếu như cô ta không chịu thừa nhận cũng không sao, em sẽ tìm tên bác đó. Còn đây nữa, tìm người tên Trung Mu Sim để hỏi, chắc chắn cũng được đó. <laughs> chúng ta nói chuyện đi được không chủ tịch ma Bùng đùa em muốn nói chuyện gì thiệt ra thì tờ rơi đó đó không phải là đang nói em đâu em sợ anh sẽ nghĩ ngợi nhiều cho nên là em mới vô nói với anh thiệt ra trước đó em có thắng giải thưởng nhà tạo mẫu trên trực tuyến kể từ dạo đó thì có vài người cứ cố tình theo dõi em trước đây thì họ cũng thường xuyên bị ra nhiều chuyện để bôi nhọ danh dự của em anh có nên nói thẳng ra luôn không anh không cần biết chuyện đó có phải sự thật hay không nhưng mà gần đây anh thật sự thấy mệt mỏi và phiền phức với những gì china đã gây ra cho anh anh phun đô em đau lòng lắm đó sao anh lại có thể nói như vậy chứ bọn họ có thật sự là nói những chuyện mà china chưa từng làm trước đây hay không không lẽ anh nói đây là do lỗi của em sao em nên tự nhìn lại bản thân mình đi không phải anh đã nói rồi sao anh không muốn bất cứ ai diện ra lý do gì để tấn công em. Và nếu như chuyện đó xảy ra một lần nữa, anh sẽ không thể cho qua được đâu. Nếu như anh không cho qua, vậy thì anh sẽ làm gì đây? Để coi tình hình nghiêm trọng ra sao. À, em đã tìm được chiếc nhẫn chưa? Anh nghe cô Chê ra nói em vội giả cho đặt hàng một chiếc giống như anh tặng sao em nói với anh là sợ mất nên để ở nhà chuyện đó không cần phải giải thích lấy nó ra đeo lại đi đừng làm chuyện khả nghi nữa Phải làm sao với anh ta đi Đâu thể nào che mắt được anh ta hoài Tất cả chuyện này là lỗi của chúng Mu Sim Bexi Chun Là anh sao Em từng nói còn gì Điều quan trọng nhất là người nào nói chứ không phải là nói cái gì Anh đã quan sát rồi Mabundo và những người ở tập đoàn Chubo Hình như không tin lời em lắm thì phải. Sao hả? Nên thử một lần chứ. Rốt cuộc là anh tính làm cái gì đấy hả? Kể từ bây giờ trở đi, muốn gì thì cứ tìm anh. Đừng đụng tới mẹ và trên mê. Bác sĩ June. <laughs> Baek Si-chun, sì con của Chung mu Sim à? Dạ, đúng là anh ta. Cậu ta tự rải mấy tờ đơn thỉnh cầu đó, nói về chính mình, để cho Georgina nhìn thấy. Có nghĩa là, trước đây Georgina đã từng vô quan cho cậu ta. Tội giết người hay sao? Hôm nay mẹ sẽ bận lắm. Sau khi tan học, con chơi với Tê Giang nha. Dạ con biết rồi mẹ Ờ, à, Nè Mẹ ơi mẹ Mẹ nhắm mắt lại đi ha ừ, Rồi <cười> Đây Đây <cười> Mẹ mở mắt ra đi <laughs> Con yêu mẹ lắm Mẹ vui lên nha Kiếm nhiều tiền nha mẹ Ôi trời ơi Con làm mấy cái này hồi nào vậy Mỗi lúc mẹ mệt đó thì mẹ ăn một cái ha Cảm ơn con mẹ nhất định sẽ ăn hết luôn. <laughs> Mau đi thôi con. Ủa? Mấy tờ giấy đâu rồi? Chữ ký đơn tỉnh cầu. Sao nhỉ? Sao lại mất hết rồi chứ? Về chuyện của gia Chi tại sao anh không có hành động gì đi ừ, ý của cô là sao bây giờ ai cũng biết anh và chị ấy đang hẹn hò với nhau mà sau sự cố tờ rơi của ngày hôm nay anh bung đô cũng sẽ bị người ta bàn tán nhiều đó đây chính là cơ hội để những người vốn không thích anh tấn công anh bung đô thì sao Thiệt ra xích mích giữa Georgina và Sir Pildu bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi. Thế nào bọn họ cũng sẽ đấu đá lẫn nhau cho coi. Không thể bỏ lỡ được. Mà cô đã tìm hiểu được Georgina quy hiếp cô chung bằng thứ gì chưa? Thật ra thì tôi cần phải tìm hiểu kỹ hơn. Chuyện gì mà nghiêm trọng quá vậy? <laughs> Sao lại cười Giớ của anh kìa Anh mang giớ gì kì vậy hả Một bên màu đen Một bên màu xám kìa Thiệt hả à. Ôi trời đất ơi Cái màu xám này không phải của tôi Thấy ghê quá đi à Ôi, Thiệt tình Trời ơi <laughs> Thay vì nhìn tôi bằng ánh mắt đó thì cô có thể giúp tôi một tay mà. Còn kêu làm đôi mắt của tôi, có thấy làm gì đâu. Vậy làm sao để giúp anh đi? Thì mỗi sáng cô tới nhà chọn đồ cho tôi. Tôi cũng thích mặc nhiều kiểu đồ lắm, nhưng mà không biết chọn sao. À, hay là nhân dịp này, tan ca mình đi mua sắm dạy bộ đồ đi ha. Hôm nay thì không được rồi, tôi có việc khác cần phải làm nè anh ơi ờ à, dạ cho tôi thêm thịt nha đồ ăn ngon thiệt luôn đó thật vậy sao chờ chút nữa tôi mang ra liền hả vậy <laughs> <laughs> ơi gì nếu cứ đà này coi như chúng ta trúng số rồi chứ sao nữa con nè ừ. Ừ. mẹ ơi cố lên con yêu mẹ mẹ ơi cố lên có con gái thích thiệt nha <laughs> Không biết giờ này Tê Giang đang làm gì nữa Đúng rồi đó Một trăm đứa con trai không bằng một đứa con gái <cười> <cười> À mà dì ơi Có người nào tới đây để lại ba trăm ngàn quan chỗ đầu heo đó Sao à, Có khi nào là mấy người mặc đồ đen hôm bữa không Có thể là bọn họ đó Mấy người để lại ngân phiếu đó hả Đúng rồi đúng rồi Anh nhìn thấy bọn họ quen mặt lắm Tụi con đang nói cái gì vậy Ơ, à, anh anh si chưa tới rồi nè Anh mau coi đi, tham quan một vòng đi nha Cũng được lắm đúng không Nói chuyện chút đi mẹ Sườn nướng, ăn gì cũng có Si Chun à Đúng rồi Có phải con lấy mấy tờ rơi để ở nhà không Dạ Tại sao con lại làm như vậy để làm cái gì Bỏ chuyện đó đi mẹ Rốt cuộc mẹ với giờ China hai người đã có chuyện gì vậy Con nghĩ bao nhiêu cũng không thể hiểu được Có gì để hiểu đâu hả con chúng ta đã mở được tiệm thịt nướng này rồi những thứ khác đừng có nghĩ tới nữa si chua à, làm ơn dừng lại đi con con ngưng việc tìm đứa bé đó lại cả mẹ cũng đã từ bỏ việc cầu xin tòa án xét xử lại vụ án đó kể từ giờ về sau cắt đứt hoàn toàn với nó mẹ dên mê và con ba người chúng ta đừng có nghĩ về quá khứ nữa kể từ giờ về sau chúng con không thể làm vậy đâu con đi trước đi con xin lỗi, vì không thể giúp được gì Mẹ biết rồi. Ít ra con cũng phải vô trong. Coi thử tiệm ăn này như thế nào. Ăn cái gì ngon ngon đi con, hả? Xì si chua nà. Chị ơi, khách đang ra đà đó nha. Anh à bị điên hả Nè Nè yeah. Mày muốn chết hả mày Mau đây Vô đây thôi Anh của anh đây à dạ à thật ra tôi có một cái đồng hồ khoảng hai mươi năm về trước tôi có thể xác định nguồn gốc của nó được không vậy có thương hiệu thì chắc là được à không có thương hiệu chỉ có vài ký tự trên đó giống như tên viết tắt vậy á À vậy đó là rất có thể đã được người ta đặt làm riêng, không phải tiệm nào cũng làm đồng hồ thủ công, muốn tìm cũng không khó. Ồ, à, thì ra là vậy. Em muốn ăn sườn nướng quá, à, nhưng mà lại không được tới đó. Nghe, có phải mỗi hôm nay đâu, ngày mai rồi mình tới. Ờ, ừ. à đúng rồi, nay em có hẹn đá banh. Nhân mê à, em đi chơi đá banh với mấy đứa bên hôm hôm qua nha. Em phải ở nhà với chị còn gì? Em xin lỗi. Hay là chị đi với em ha? Thôi khỏi đi. <laughs> à? Là chị nó hả? Bây giờ có ai ở nhà không vậy? Có mình em thôi hả? Mẹ của em bây giờ đang ở ngoài tiệm rồi. Ừ. Sao vậy? vậy hả vậy thì tốt rồi nè chị vô nhà em làm gì vậy chị làm cái gì đó không được đụng vô đồ của mẹ em ai là mẹ của em chứ ai hả em có biết tại sao mà chị lại gặp bao nhiêu chuyện như vậy hay không chị mau thôi đi em nói là dừng lại mà chị cấm mẹ nghe chưa? Nè chị kia không được đâu nhá cái nhẫn trong đây hả? <laughs> chữ ký đơn chỉnh cầu mình không thể nào chịu thua như vậy được không bao giờ làm sao đây là đồ của mẹ mà cái này quan trọng với mẹ lắm á chúc mừng chị nha chị chung tôi chỉ hy vọng lúc nào chị cũng vui vẻ tôi tặng cho chị cái đồng hồ à, thôi không cần đâu anh mang về đi à, cũng không có đắt gì đâu nếu như chị không thích chị có thể cho người khác à, <laughs> dạ cảm ơn chú sim à. À, dạ chú ngồi trước đi. Hôm nay à, có món kim chi hầm với lại mì lạnh ngon lắm. Ê, không cần đâu, <laughs> chú ăn rồi. À, trời ơi, chú mau ngồi đi, con ừ. đem ra cho. Hả? Bên này nè. Ừ. ừ. trời ơi, cái gì vậy nè? Sao bự dữ vậy? Nào mọi người, chúc ngon miệng. Nhớ ăn thiệt là nhiều món sườn nướng nha. Ok nha yeah. Xin chúc mừng nha Wow, thiệt sự chúc mừng mọi người Mua mày bán đắt nha 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 Cảm ơn <laughs> Cô mới tới hả, mời cô ngồi Anh à, mua anh à dạ? Vô bếp coi đi con à, Dạ, nè chờ chút à. nha <laughs> Hôm nay cô muốn ăn bao nhiêu sườn nướng cũng được hết Cô cứ qua đây gọi món đi Chị cầm lấy đi À không, chị hôn chung ờ à, thôi không cần đâu được rồi mà cô tặng lãng hoa bữa tối như vậy luôn rồi ơ thiệt ra làng vậy em thấy rất cảm kích gì trước đó anh ngu giang đã giúp đỡ cho em anh ấy còn cổng em về nhà nữa chứ chắc là anh ấy không bị bệnh đâu anh ấy cổng cô về sao cô giang hả wow. nè chô Huynh chung à? chúng mua xem đâu sao có mình cô vậy dạ chào cô cô ngồi trước đi nhỏ này làm sao vậy Bà tới đây làm gì? Sao? Tới đi ăn một phạm tội hay sao? <laughs> ăn gì? <laughs> ăn gì cũng có. Được rồi, tôi sẽ ăn sắp cái quán cho bọn họ phá sản luôn. Chủ quán, cho tôi một trăm phần đi. Hay lắm. Chủ tịch ma. Hả? thời gian qua bà ở đâu vậy tôi lo lắng cho bà lắm luôn đó cậu lo cho tôi thật sao ôi trời đất ơi ủa mà sức khỏe của bà sao rồi đừng có nói mấy chuyện tẻ nhạt đó nữa nghe nói con gái của cậu vô đại học rồi có phải không <laughs> nói về chuyện đó đi có được không theo tôi được biết thì sơ Biêu đu và chủ tịch hội đồng quản trị vốn là bạn rất thân Chủ tịch ma Có những thứ chúng ta nên thành thật dẫn hơn Nhất là Khi nói tới con cái Cậu dám cả gan kêu chủ tịch Chu ra gặp mặt hả? Chủ tịch ma có thể tới hay rời đi tùy thích Nhưng em thì khác Em phải coi chừng cái tiệm này Làm sao mà có thể tới gặp anh được đi Ài. Người tới rồi kìa, bà thím hấp chân đông. Bên này nè, người đưa tin phải đi đây. Chỗ này nguy hiểm lắm đó, sơ biêu đu nhìn thấy thì sao? Có chuyện gì vậy hả? Tôi nghe nói chủ tịch ma thường xuất hiện ở những địa điểm khác nhau. Có vẻ như tên sơ biêu đu chưa biết về chuyện này. Thật ra thì tôi cũng rất bất ngờ vì bà ấy hành động rồi. Nếu có tin gì, nhớ báo cho tôi biết ngay. Tôi đang tìm hiểu những nơi sơ biêu đu chuyển tiền ra nước ngoài sẽ sớm có tin thôi dân mê à mẹ về rồi ôi trời ơi sao lại bừa bộn như vậy chứ dân mê à có chuyện gì vậy con con xin lỗi mẹ con sẽ dọn dẹp sạch sẽ hết cho có chuyện gì vậy con là ai làm vậy mau nói cho mẹ nghe đi con xin lỗi mẹ cái này cái gì? Oh, 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 trời ơi! Dân mê à! Con xin lỗi mẹ! Con phải giữ kỹ hơn! Nó bị cháy hết rồi! Con xin lỗi! Dân mê à! Cái này là ai làm vậy? Mau nói cho mẹ nghe! Dân mê à! à, à, à. Ôi con, con sao vậy? Có chuyện gì vậy con? À. Trời ơi, dân mê à. cô chung bị bỏng cấp độ 2, diện tích vết thương khá lớn có khả năng nhiễm trùng chúng tôi sẽ quan sát thêm nhưng có thể sau này sẽ để lại sẹo nếu đưa bé tới sớm hơn thì mọi chuyện tốt rồi không được phải làm cái gì đó chỉ có thể kết thúc khi một người chết thôi tập đoàn chu Tôi muốn gặp chủ tịch Ma Bung Đô, thưa cô. Cho hỏi bà có hẹn trước hay không? Tôi có chuyện cần nói với cậu ấy về Dơ China. <laughs> Trung Bù Sim à? Cô ta lại tới gặp Bung Đô hả? Tại sao? Tập đoàn Chu Phu Cô đang làm gì vậy? Tự nhiên cô lại tới đây làm gì chứ? Tôi hả? Tôi đang lên trên để gặp Ma Bung Đô. Tôi sẽ nói cô đã bỏ con ở diện mồ côi. Cô, cô, cô điên rồi hả? Cô không nghĩ cho dân mê hay sao? Tôi cấm cô nhắc tới dân mê. Cô còn gọi tên con bé lần nữa. Lúc đó, chính tôi sẽ giết chết cô. Chỉ là vài tờ giấy bị cháy thôi mà, cô làm gì mà đổi điên lên vậy? Vài tờ giấy sao? Giờ China, tại cô mà dân mê. Chân của nó đã bị phỏng nặng. Cả đời này, nó sẽ phải sống với vết sẹo đó, tất cả là tại cô hết. Cái gì? Cô đang nói cái gì vậy? Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ tôi chỉ muốn xé xác cô ra thành trăm mảnh thôi, nhưng vì các con của tôi, tôi sẽ không làm chuyện đó. Để cho ma bung đô trừng trị cô đi. Nè, cô nghĩ có ai tin lời cô không? Sao anh bung đô lại phải tin lời cô nói chứ? Tôi không cần biết cậu ta có tin tôi hay không. Chiếc nhẫn này đủ để làm bằng chứng rồi cô nghĩ thử coi, tôi lấy được chiếc nhẫn, cô thậm chí còn không thể báo với cảnh sát như vậy đủ để chứng minh cô có tật giật mình rồi. cô nghĩ như thế nào? con đang mang thai cháu cô, cũng là con của anh Si Chun đó. Dinh Mê à Em không đi học sao Sao em lại nghe điện thoại vậy Dạ Hôm nay em ở nhà cả ngày đó chị Em bị bệnh hả Dạ không em không sao <laughs> Được rồi Ba mẹ em đâu rồi Em đang ở ngoài tiệm ha Chị gọi mà cô không bắt máy Buông tay ra Buông tay ra <laughs> cô vừa mới nói cái gì hả cô có con với si chun sao à, tụi con đã quay lại với nhau rồi có gì mà không thể chứ cô sắp đám cưới với chủ tịch chu bô rồi mà vẫn qua lại với si chun cô muốn làm cái gì vậy tại vì con của cô nói là anh ấy vẫn yêu con dù con có làm gì thì anh ấy vẫn yêu con mà nên cô làm ơn đừng có phá đám nữa đưa cái nhẫn đây đi con hứa sẽ giúp cô giữ bí mật về cô và sơ đô mà cô định làm gì với cái nhẫn? nếu như cô thật sự có con với si chun thì cô cũng đâu cần tới nó nữa. bây giờ cô phải kết thúc với ma bung đồ trước đi. sao con lại phải làm vậy? cái gì? có con không có nghĩa là sẽ ở bên nhau đâu cô à? con nhỏ độc ác này. <laughs> cô có tư cách gì mà đánh con chứ? đừng đưa cái nhẫn đi. nâu đường ra, nâu rồi. buông ra. Muốn ra cô có thôi đi không? bây giờ cô mà bỏ đi như vậy thì con sẽ chết cho cô coi, con sẽ ngay lập tức nhảy xuống dưới luôn đó. được thôi, vậy thì cô chết đi. chỉ có mình dên mê thôi sao? Còn đứa con mà con đang mang thai thì sao hả Con nghĩ bác Jun si sẽ ra sao Để giờ đây biết chuyện này chứ Bình tĩnh lại đi Xuống đây Con không quan tâm mà cô cái con chết đó <laughs> Xuống đây đi đừng có diễn nữa Lẽ ra là con nên chết vào thời điểm 10 năm trước rồi Bây giờ con có chết cũng vậy thôi à Cô chung mà Hai chúng ta cục chết đi cô <laughs> Nè Giờ Gina cô cô tưởng là tôi sẽ để cho cô chết dễ dàng như vậy sao cô đừng tưởng chết là xong chuyện cô phải sống để đền tội cô phải đền bù tất cả mọi thứ cô mau xuống đây đi xuống đây bỏ con ra xuống cô đây mặc kệ con đi. đi xuống đây à. 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 够重吗？够够够重够重啊啊啊啊！那都疼了，疼了、no,，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了，疼了 Dạ. Cô Dung ơi, cô Dung ơi. Dạ.